Chào các bạn. Vào mùng 2, mùng 3 Tết Canh Tý vừa rồi thì gia đình mình có làm một chuyến du lịch tới thành phố Trà Vinh và bãi biển Ba Động nằm ở huyện Duyên Hải của tỉnh Trà Vinh. Nói đến biển Ba Động thì có lẽ số người biết về bãi biển này không được nhiều như là biết đến biển Nha Trang, Vũng Tàu hay là Long Hải. Tuy nhiên nếu mà bạn tìm kiếm thông tin trên Internet thì cũng sẽ thấy có khá thông tin về bãi biển Ba Động. Trong clip này, mình sẽ giới thiệu ngắn gọn một số thông tin và cung cấp một số hình ảnh về bãi biển Ba Động để nếu mà bạn nào chưa biết về nó thì cũng sẽ biết qua, và hy vọng rằng sau đó bạn sẽ làm một chuyến du lịch tới đây để thư giãn và khám phá bãi biển này. Gia đình mình xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh vào sáng mùng 2 Tết để tới thành phố Trà Vinh, rồi ở đó chơi. Đến sáng hôm sau thì sẽ từ thành phố Trà Vinh đi tới biển Ba Động, và đến chiều ngày hôm đó thì đi từ biển Ba Động về lại thành phố Hồ Chí Minh. Từ thành phố Hồ Chí Minh tới thành phố Trà Vinh thì các bạn có thể đi theo hai hướng. Một là mình đi tới Vĩnh Long rồi tới Trà Vinh. Hướng thứ hai là đi qua Bến Tre rồi tới Trà Vinh. Thì con đường mà mình đi qua Bến Tre đó nó ngắn hơn cái đường kia cũng cỡ 70 cây số. Tuy nhiên đi đường này thì mình phải đi qua cầu Rạch Miễu, là cái cây cầu mà thường xuyên xảy ra kẹt xe. Thì nếu mà đi theo Bến Tre thì đeo theo đường hướng Bến Tre đó thì các bạn chạy theo quốc lộ 60 rồi qua cầu Cổ Chiên là tới Trà Vinh. Nếu mà tới thành phố Trà Vinh á, thì qua cầu Cổ Chiên rồi các bạn tiếp tục chạy theo quốc lộ 60. Còn nếu mà muốn tới thẳng luôn bãi biển Ba Động thì sau khi qua cầu Cổ Chiên mình quẹo trái, nó có một cái con đường nó dẫn tới quốc lộ 53 để chạy tới biển Ba Động. Thì đi cái con đường này nó sẽ gần hơn vì nó không phải vòng qua thành phố Trà Vinh. Còn nếu mà các bạn tới thành phố Trà Vinh rồi thì mình đi tới biển Ba Động thì cũng đi theo quốc lộ 53. Thì cái khoảng cách giữa thành phố Trà Vinh và biển Ba Động thì khoảng 55 cây số. Còn từ thành phố Hồ Chí Minh tới thành phố Trà Vinh mà đi theo hướng Bến Tre thì cái quãng đường nó khoảng 120 cây số. Nói tóm lại là cái đường đi nó cũng dễ lắm, các bạn cứ mở Google Map ra thì chương trình nó sẽ chỉ cho mình đi cũng khá là chính xác. Gia đình mình đến thành phố Trà Vinh vào buổi trưa, nghỉ ngơi ở đó, rồi đến buổi chiều thì đi tham quan ao Bà Om. Thì trước đó mình đã tìm hiểu rồi thì biết đây là một cái khu du lịch, một cái thắng cảnh đẹp, độc đáo và nổi tiếng ở thành phố Trà Vinh. Thì ao Bà Om á, nó là một cái ao hình vuông, mỗi cạnh nó khoảng gần 500 mét đó, cho nên người ta còn gọi là nó là ao vuông. Đó, thì khi mình tới đây thì thấy đúng là cái ao nó rất là đẹp. Mặt nước thì trong phẳng lặng, ở trên đó là có những đám hoa sen, hoa súng, rồi bao chung quanh cái ao là những cái con đường cát, đường đất nhấp nhô, và trên đó là một cái khu rừng nhỏ gồm những cái cây cổ thụ cao, thân to. Những cái cây này là chắc cả trăm tuổi, hàng trăm tuổi. Và điểm đặc biệt nữa là những cái cây cổ thụ này đó, những cái rễ cây đó, nó mọc, nó nổi lên trên mặt đất và nó gồ ghề, nó tạo thành những cái hình thù rất là kỳ lạ, độc đáo đó. Thì cái hôm mình đi là mùng 2 Tết, cho nên là người dân Trà Vinh họ đổ ra đó rất là đông, ngồi hóng mát, trò chuyện với nhau, rồi ăn uống, rồi chụp hình, vân vân. Thì có hỏi thăm những người ở đó thì họ cho biết là những buổi chiều, và đặc biệt là những buổi chiều cuối tuần, thì người dân Trà Vinh họ đi ra chỗ này để họ hóng mát rất là đông. Thì kế bên cái ao Bà Om á, nó là một cái ngôi chùa, nó tên là chùa Ân.
Thì chùa Ân á, nó là ở ở Trà Vinh thì các bạn biết đó, nó có rất là nhiều chùa, nhưng mà cái chùa Ân này nó độc đáo á, là nó là cái ngôi chùa Khmer cổ nhất Việt Nam. Nó xây dựng vào khoảng năm 990 á, tức là thế kỷ thứ 10 đó. Thì các bạn cứ tưởng tượng một cái ngôi chùa cổ kính nằm giữa một cái khu rừng cổ thụ và kế bên một cái ao nước trong xanh, phẳng lặng mát mẻ, thì thấy cái không gian nó thật là nó yên bình, và cái chùa với cái phong cảnh nó hài hòa với nhau đó. Thì đối diện với chùa Ân á, nó còn có một cái nữa là khu bảo tàng Khmer. Đây là một cái quần thể ba cái địa điểm các bạn có thể tham quan cùng lúc. Đáng tiếc là lúc tụi mình đi tới đó thì là ngày Tết, cho nên là cái khu bảo tàng này nó đóng cửa. Đi tham quan khu bảo om này thì nó có một cái điểm, một cái câu chuyện nhỏ nhỏ nó cũng thú vị. Đó là hai vợ chồng mình tham quan một hồi thì nói với nhau là sao cảm giác như cái chỗ này nó quen quen. Một hồi thì cả hai mới nhớ ra là đã tới chỗ này rồi, tức là cách đây khoảng 10 năm á, thì mình có đi khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh ở thành phố Trà Vinh đó. Thì đợt đó thì vợ mình cũng đi theo, và cái đoàn ở Trà Vinh họ có, sau khi khám xong họ có dẫn tới cái nơi này tham quan. Thì ra là đã tới chỗ này cách đây 10 năm rồi. Thì cảnh cũ thì vẫn còn, và cũng rất vui là người cũ cũng cũng còn đi chung tới cái cảnh cũ. Thì sau khi mình tham quan chỗ này xong thì gia đình mình còn ghé một chỗ nữa, đó là cái chùa hang. Thì cái chùa hang nó cũng cũng gần đó thôi, và người ta sở dĩ nó có cái tên chùa hang là do cái cổng vào đó, nó xây, người ta xây như là một cái hang vậy đó. Sau đó thì gia đình mình đi ăn tối và tham quan thành phố Trà Vinh. Thì một cái điều cũng rất là vui, đó là nếu mà so với cái ấn tượng của mình về thành phố Trà Vinh cách đây 10 năm á, thì bây giờ là thành phố đã khang trang hơn, phát triển rất nhiều, và thấy rằng đời sống của bà con ở đây cũng cũng đã thay đổi rất là tốt. Để tắm biển Ba Động thì bạn đi tới khu du lịch Ba Động. Ở đây mình không có tốn vé vào cổng. Nếu cần thì mình sẽ thuê ghế hoặc thuê chòi để ngồi nghỉ hoặc là cất đồ đạc ở đó. Có một cái nhà hàng, thì nếu mà các bạn ăn uống trong nhà hàng đó thì người ta cũng cho mình ngồi ngay tại đó luôn. Nhà mình dự kiến ăn trưa ở nhà hàng, cho nên là họ để cho mình ngồi ở một cái bàn, rồi cất đồ đạc ở đó, rồi trưa thì quay lại họ dọn đồ ăn lên mình ăn, không có phải tốn tiền thuê ghế hay chòi. Về giá cả ở đây á, thì mình thấy nó tương đối là mềm hơn so với những cái khu du lịch khác. Chẳng hạn như vé giữ giữ xe ô tô là 15.000, rồi tiền thuê ghế, thuê chòi, tiền ăn trong nhà hàng. Thì chẳng hạn so với biển Cần Giờ đi thì nó nhỉnh hơn một chút, nhưng mà nó mềm hơn so với Vũng Tàu. Sở dĩ Tết này gia đình mình đi tới biển Ba Động đó là như vậy, là vào những ngày lễ Tết thì gia đình mình thường đi chơi ở những cái chỗ mà tương đối nó vắng vẻ, nó ít người. Giống như nhà thơ Nguyễn Bình Khiêm có nói đó: "Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao sao." Tuy nhiên lần này tới Ba Động thì cũng hơi bất ngờ, là tại vì là nó đông hơn là mình tưởng tượng. Tuy nhiên là nó cũng không có đến mức mà quá đông đúc hay là ngột ngạt như ở Vũng Tàu vào các ngày lễ Tết. Có hỏi thăm người ở đây thì người ta có nói là vào những ngày cuối tuần thì nó cũng đông đúc cỡ như vậy, là do người dân từ Trà Vinh hoặc các cái tỉnh lân cận họ tới họ chơi.
Sáng mùng 3 Tết, khung cảnh ở biển Ba Đốc rất là đẹp. Bầu trời thì cao, trong xanh. Rồi xa xa phía trên trời đó thì những đám mây trắng xà xuống thấp, cứ như là muốn nhảy xuống tắm biển vậy. Rồi phía trong bờ thì những hàng cây dương mọc dọc theo bờ biển, mặt dài, xa tít tắp, lao xao trong gió biển lồng lộng. Hôm đó thì gia đình mình có đem theo một con diều, thì chỉ cần buông dây diều ra là gió biển nó tự thổi con diều nó bay cao lên. Thì rất là nhiều du khách họ thích thú với cái chuyện thả diều, cho nên là nếu mà lần sau gia đình mình quay lại biển Ba Đốc thì chắc phải đem theo một số con diều để bán cho du khách để tăng thu nhập mới được. Ở đây người ta thường nói biển Ba Đốc nó không được sạch. Không được sạch ở đây không có nghĩa là nhiều rác. Thậm chí cái ngày mình tới đó là mình nhận thấy rằng ở cái khu du lịch Ba Đốc đó, người ta giữ khá là sạch sẽ, rất là ít rác ở trên bãi cát và trên biển. Ở đây người ta có xây một cái bờ kè ngăn giữa biển và trong bờ đó, thì cho nên là mọi du khách đó, người ta ăn uống, người ta sinh hoạt thì là rác ở phía trên cái bờ kè, chứ không có lẫn với lại là cái bờ cát. Thì người ta nói biển không được sạch đó, ở đây có nghĩa là do cái nước biển đó, nó không có trong xanh như là các bãi biển Nha Trang hay Vũng Tàu đó. Cái nguyên do là biển Ba Đốc đó, nó có nhiều là cái vùng biển đó, nó có nhiều cái cửa sông lớn nhỏ nó đổ ra, tức là đây là cái vùng biển phù sa, thì nó làm cho cái cát ở đây nó là cát bùn và cái nước biển nó hơi đục, nó không có trong xanh đó. Chứ không phải là biển nó dơ, thì nó cũng giống như là ở Cần Giờ đó các bạn. Nhưng mà mình nhận thấy là cát ở đây nó vàng hơn và nó không có dính, như là nó không có sệt, không có dính nhiều như là ở Cần Giờ đó. Nói chung là Cần Giờ tắm cũng rất là ổn rồi, chứ nói chi là các bạn thấy là biển Ba Đốc nó là một cái bãi biển cũng là cát bùn, tắm tắm chơi cũng rất là tốt đó. Thì biển ở đây á, sở dĩ nó có tên là biển Ba Đốc là do là khi mà thủy triều nó rút á, thì các cái bờ cát á, nó tạo ra là ba cái bụi cát, và giữa cái ba cái bụi cát này nó có các cái vũng nước nó đọng lại. Cho nên là đây người ta gọi là biển Ba Đốc. Thì các bạn biết là khi mà thủy triều rút đó, thì là nước biển nó ra khá xa. Tụi mình tới vào buổi sáng đó, thì thấy là từ trong bờ ra tới cái chỗ mép nước biển đó là cả, mình nghĩ là chắc cả gần cái số đó. Đó, cho nên là cái quãng đường nó rất là xa. Thì chính vì vậy cho nên là khoảng 10:30-11 giờ đó các bạn, là khi mà thủy triều nó bắt đầu lên thì các cái nhân viên cứu hộ ở đây họ đã ra và họ yêu cầu tất cả du khách đi vào trong sát bờ. Thì sở dĩ là họ sợ là nước biển nó lên nhanh quá thì người ta thủy triều nó lên nhanh quá thì những người du khách mà ở xa nhiều khi họ không chạy vào bờ kịp đó. Thì và qua trò chuyện với nhân viên cứu hộ ở đây thì họ nói là đã có những cái trường hợp như vậy đó các bạn, tức là khi mà thủy triều lên mà du khách chủ quan tắm ở xa và nước biển nó lên như vậy, khi mình chạy vào một cái quãng đường xa quá như vậy, khoảng tầm một cây số, là nhiều khi không có kịp. Một cái lưu ý khác, tức là các bạn làm như mình đã nói đó, giữa những cái bụng cát đó, nó là các cái bãi, những cái vũng nước. Nhưng mà lưu ý là giữa các cái vũng nước đó nó có các cái hố các bạn, cho nên là nếu mà mình có cho con nít đi tắm thì cũng cần phải cảnh giác. Tức là tụi mình tới biển Ba Đốc vào mùng 3 Tết, và người ta nói rằng là vào mùng ngay trước đó, hai hôm, mùng 1 Tết là đã có một trường hợp là một em bé 10 tuổi đã là chơi trong cái vũng nước đó, và bị sụp xuống một cái hố mà trong bờ người thân là phát hiện nhưng mà
chạy ra không kịp và em bé nó bị ngộp nước đó. Tức là cho nên là nếu mà chúng ta đi tắm với lại những cái có trẻ em thì cũng hết sức lưu ý, không nên chủ quan như vậy. Tức là mình nghĩ cái hồ nước nó nông, em bé chơi trong đó thì không sao, nhưng mà nó nông nhưng mà em bé đi trẻ em đi tới đi lui và đã lọt vô cái hố nước, cái hố ở trong cái vũng nước đó. Nếu bạn chưa từng đến biển Ba Đọng, muốn tìm một bãi biển mới lạ, còn tương đối hoang sơ, có thể tắm được, có thể tận hưởng được không khí biển, thì mình nghĩ rằng bạn nên thử qua bãi biển Ba Đọng nằm ở huyện Duyên Hải của tỉnh Trà Vinh. Riêng gia đình mình thì rất thích bãi biển này và sẽ quay lại khi có dịp. Xin chào và tạm biệt các bạn, và hẹn gặp lại các bạn trong một chuyến đi khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.